Thưa sư, cho con hỏi, giữa một người chuyên tâm tu thiền chưa chứng thiền nhưng không bố thí với một người chỉ bố thí nhưng không thực hành thiền, thì phước báo hai người này như thế nào, người nào phước lớn hơn? Ở trong Tăng Chi á, cũng có nhắc là một vị tu thiền không làm phước, một vị làm phước không tu thiền. Thì khi còn là cư sĩ thì vị nào làm phước mà không tu thiền á, thì vị đó có phước về tài sản vật chất hơn. Còn vị mà tu thiền không làm phước thì vị đó có cái trí tuệ nó sáng hơn. Nhưng mà nghèo, tức là một bên nghèo nhưng mà thông minh, còn bên thì giàu nhưng mà kém thông minh. Còn khi mà chứng thánh thì như nhau. Tức là khi chứng thánh rồi đó thì không còn quan trọng nữa. Còn khi mà chưa chứng thánh còn tại gia thì nó vậy đó. Cho nên là mình không thể nào nói cái phước nào lớn hơn được. Cái quan trọng là mình coi cái nào á là nó là quan trọng. Thí dụ như mình coi cái trí quan trọng thì mình sẽ thấy là cái vị có tu thiền vị đó ngon hơn. Còn nếu mình thấy tài sản quan trọng thì mình sẽ thấy cái vị chịu bố thí nó ngon hơn. Nhưng mà tại sao mình cứ hay cái kiểu mà mình gọi là cực đoan á? Tức là tu thiền là khỏi bố thí mà bố thí là khỏi tu thiền. Tại sao mình cực đoan như vậy mà mình không có chuyện là tu thiền thì cũng tu thiền mà bố thí thì cũng bố thí, vừa đời sau vừa giàu mà vừa thông minh, nó không sướng hơn sao mình chơi cái kiểu cực đoan? Thì đó là tất cả các cái câu hỏi ngày hôm nay.